Chiều ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ cho biết, công nhân cảng Việt Trì vừa phát hiện một quả bom nằm sát mép sông Lô thuộc khu vực cảng Việt Trì và cách cầu Việt Trì khoảng 150m. Quả bom có đường kính 40cm, chiều dài 1,5m, nặng hơn 100kg. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo khu vực đặc biệt nguy hiểm, không cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời có biện pháp xử lý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì phối hợp với các lực lượng liên quan phát quang và tạo đường lên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan di chuyển quả bom đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ yêu cầu người dân khi phát hiện bom mìn và đạn nổ không tự ý tháo gỡ, cần báo ngay cho cơ quan quân sự cấp xã để có phương án tháo gỡ, xử lý tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Chiều ngày 15 tháng 8, đại diện lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã đến động viên khen thưởng vợ chồng anh Ngô Phú Thắng và chị Nguyễn Thị Nhã, trú ở tổ 35 phường Khuê Mỹ, vì đã dũng cảm kịp thời phát hiện, dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà hàng xóm và cứu sống 4 người. Lúc 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, chị Nguyễn Thị Nhã đi tập thể dục ngang qua nhà chị Lê Thị Kim Thảo, trú ở cùng tổ, thì phát hiện khói đen kèm bụi khét từ trong nhà tỏa ra. Lại gần quan sát, chị Nhã phát hiện chiếc xe máy dựng ở phòng khách đang bốc cháy dữ dội, nguy cơ lan sang các vật dụng khác trong nhà. Lập tức chị Nhã đập cửa hô hoán lên gia đình hàng xóm thức giấc tìm cách thoát ra ngoài. Chị cũng gọi chồng mình là anh Ngô Phú Thắng đem bình chữa cháy mini của gia đình xông dập lửa. Nghe tiếng đập cửa hô hoán, chị Thảo tỉnh giấc và đưa ba con nhỏ thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy được vợ chồng anh Thắng dập tắt sau đó, không để bùng phát và lan rộng. Thay mặt gia đình, chị Thảo chân thành viết lời thư cảm ơn vợ chồng anh Thắng vì đã kịp thời phát hiện và cứu giúp gia đình mình. Lãnh đạo công an quận Ngũ Hành Sơn cũng đã đến động viên khen thưởng và biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người của vợ chồng anh Thắng và chị Nhã. Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày 14 tháng 8, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường Trường Chinh, đoạn qua ngõ 592 đường Trường Chinh, Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Thời điểm đó, trên đường khá đông phương tiện qua lại. Hành động lái xe đi ngược chiều của nữ tài xế gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới các phương tiện di chuyển đúng luật. Nắm bắt được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhanh chóng xác minh và mời nữ tài xế trong clip tới làm việc. Nữ tài xế có tên là T, sinh năm 1988 ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại cơ quan công an, chị T thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Chị cho biết lúc đó là giờ cao điểm buổi sáng, vì thấy đường đông nên đã quay xe đi ngược chiều để tránh ùn tắc, và lý do này khiến dư luận càng bức xúc hơn. Với hành vi trên, chị T bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.